Alo ạ. Anh Chí ạ, chuyện rất khó nói nhưng mà chúng tôi hết cách rồi. Vâng, tôi hiểu. Anh cứ nói đi ạ. Anh biết đấy, có một vài bức tranh của anh ở gallery của chúng tôi. Cũng rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có người hỏi mua. Có vẻ như là khách của gallery chúng tôi không phù hợp với phong cách của anh. Chúng tôi cũng rất ái ngại nhưng mà mong anh hãy cầm nốt số tranh của mình về. Vâng, tôi sẽ đến mang tranh về ạ. Chào anh. Tôi cần gặp quản lý để mang tranh về. Vâng, tôi là quản lý mới của Đông Dương. Tranh của anh tôi đã sắp xếp hết ở đây rồi. Anh thông cảm giúp cho chúng tôi. Hàng tranh dạo này đang cần rất nhiều sự thay đổi. Gu khách hàng người ta cũng thay đổi rất là nhiều. Cho nên chúng tôi cũng không thể nào làm khác được. Dạ vâng. Lăn lộn trong nghề gần đấy năm, tôi cũng hiểu cảm giác đấy mà. Mong anh thông cảm giúp cho chúng tôi. Cảm ơn chị ạ. Chào chị. Một lần nữa chị chưa thể thăm Gary của chúng tôi. Rất là chẳng. Thế là mọi người chúng ta tham quan thế nào? Chị đây à, vừa hồng tranh về đây à? Vâng. Nhà bác làm sao mà lại đại giá trả mặt bằng này? Thì cậu Quỳnh thấy thôi, vị trí cửa hàng của tôi vắng người qua lại quá, mà hàng mới về bán được đâu. Tôi quyết định là không làm nữa, trả mặt bằng xong tôi về quê mấy con cháu thôi. Như vậy là bác đã nghĩ thông suốt rồi đấy. Cháu cũng đang muốn từ bỏ nghề vẽ tranh này, mặc dù rất yêu thích nó, nhưng mà tranh của cháu mấy năm nay đều không bán được. Họ bảo là tranh của cháu quá trừu tượng, không hợp với thị hiếu. Cả nhà bây giờ đang sống bằng đồng lương của vợ cháu. Mỗi lúc cháu muốn thôi thì vợ cháu lại động viên cháu tiếp tục. Có lỗi với cô ấy quá. À, cho tặng bác này. Thôi, tranh này tôi thích từ lâu rồi. Nhưng mà thần cậu, dạo này lại ai cũng thế. Tôi không có tiền mua. Ôi giời ơi, nào ai đã nói là bán cho bác đâu. Cháu mang đến là tặng bác mà. Thật thế à? Dạ. Chỗ bạn bè lâu ngày thì tôi cũng muốn được sang mà mua một chú nhận đi một chú nhận đi cậu. Đây cũng là món quà chia tay của tôi với cậu mà chẳng biết đến bao giờ mình mới lại gặp nhau được. Chí nhỉ, có duyên thì mình vẫn gặp đấy mà. Anh làm sao thế? Có chuyện gì mà buồn vậy? Người ta hỏi lại không trả lời. À,
Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh sẽ không vẽ tranh nữa. Ơ, nhưng đó là cả tâm huyết của anh. Hay anh lo chuyện tiền bạc, anh không phải lo gì cả. Không, không phải. Chỉ là anh không muốn em vất vả nữa. Hơn nữa, em nhìn lại mình này, càng ngày càng gầy. Em yên tâm, anh cũng không dễ dàng từ bỏ việc vẽ tranh như vậy đâu. Chỉ là anh tạm gác nó lại sang một bên để đi làm công việc khác cũng liên quan đến vẽ tranh mà lại kiếm được tiền cho em nữa. Thôi, lên tắm đi rồi bọn mình còn ăn cơm. Thế em lên tắm nhá. Bỏ rơi. Nó còn đang bị thương ở chân nữa. May mà con tìm được. Rồi nó đâu hả bố? Bố thì đồng ý thôi. Nhưng mà bỏ nhẹ nha. Mẹ bảo là mẹ đồng ý cho bố con mình nuôi mèo với một điều kiện. Bố con mình phải giữ được vệ sinh sạch sẽ chung, không được cho mèo đi vệ sinh bậy. Yeah! Được rồi. Bây giờ bố con mình sẽ đi đến phòng thú y kiểm tra xem bé mèo thế nào nhá. Đi. Mẹ, nhà mẹ. Con à. Thôi, rửa tay để con ăn cơm con. Vâng. Thế còn người bạn nhỏ này nữa, hai bố con đã mua thức ăn cho bạn ấy chưa? Thức ăn cho mèo. Anh mua ở phòng thú y đây này. Thế thôi, ngồi xuống để ăn cơm đi anh. Này, anh vừa nghe thấy tiếng ho, em ốm à? À không, em bị sặc nước ấy mà. Mẹ bảo này, đợt này ở trường con học hành thế nào? Trường con đang chuẩn bị tổ chức Halloween. Cô giáo cho bọn con làm bí ngô để trang trí lớp. À, mà cô có bảo con đưa ra đây cho bố mẹ. Anh để em lấy cho. Lấy gì đấy, đưa bố xem này. Tuần sau con đi học, nhớ nhắc mẹ nhá. Dạ. Bây giờ thì ăn cơm đi. Anh ăn đi. Mẹ ăn cơm ạ. Bố ơi, mai con lại trường rồi. Bố vẽ con miêu mèo được không? Để mai con ăn đến trường ý. Giống như lúc nào nó cũng ở bên con vậy. Con tự vẽ đi. Con vẽ xấu lắm. Bố vẽ con đi. Đi bố.
Thôi được rồi, con để đến từ bố vẽ. Thì bố vẽ con nhá. Ừ, lên học đi. Vâng. Ờ, bố vừa vẽ xong này. Ngoài ra không thấy mèo đâu, tưởng nó chạy vào phòng con rồi. Sao thế? Con đóng cửa phòng mà. Ừ thì con thử tìm quanh xem nào. Mèo. Mèo. Mèo không ở đấy đâu con. Con tìm ở đằng kia xem. Ơ, anh dậy rồi à? Anh nhớ giúp con tìm mèo nhá. Ừ. Hôm nay ngày nghỉ em cũng phải đi làm à? Dự án của em còn một số thứ em cần phải xử lý. Đồ ăn sáng của anh với con em để ở trên bàn ý. Anh với con nhớ ăn nhá. Tôi đi đây. Bố ơi, tìm mèo giúp con với. Chưa thấy à con? Chưa. Mèo. Bố ơi, chỗ đấy con tìm rồi. Ờ. Trên kho chưa tìm. Ờ, bố con mình lên kho. Vâng. Để con ra mở cửa. Hello. Dạ chú ạ. Ờ, đi chơi với An hả con? Dạ, cháu đến rửa An đi chơi ạ. Bố ơi, cho đi chơi với bạn đi. Con hỏi mẹ, mẹ đã đồng ý rồi. Thế hai đứa định đi đến mấy giờ về? Đi đến chiều tối con về. Ừ, thế thì đi cẩn thận nhá. Vâng ạ, bố ở nhà tìm mèo ăn tiếp con nhá. Đóng cửa vào cho bố nhá. Vâng. Con chào bố. Ừ. Bố ơi, bố lấy con mèo ở đâu? Ờ, bố tìm từ sáng rồi mà không thấy nó đâu cả. Hay là nó bỏ đi rồi nhỉ? Thôi, để hôm nào bố mua cho con mèo khác nhá. Không, con chỉ thích một con mèo thôi. Mà nó con đang bị thương ở chân nữa chứ. Nó mới gọi nhà mình mỗi một ngày thôi mà. Ờ thì thôi, bây giờ con lên nhà cùng với mẹ chuẩn bị đồ để ngày mai con quay trở lại trường. Không chịu đâu. Đi tới đây, bố cho xem cái này. Ê, bố vẽ xong con mèo cho con rồi đây này. Lát nữa bố tháo ra rồi ngày mai con mang đến trường nhá. Con không cần tranh nữa, con cầm mèo thật cơ. Ờ, này. Chị ơi, chị cho hỏi bệnh nhân vừa vào cấp cứu cách đây khoảng hơn 30 phút là ở phòng nào ạ? À, anh cho tôi xin tên và ngày tháng năm sinh của bệnh nhân. Dạ, Nguyễn Phương Liên, sinh ngày 20 tháng 5 ạ, năm 1985. Bệnh nhân vừa được đưa vào phòng hồi sức số 3, anh qua cửa rồi rẽ phải, đến phòng số 3 nhé. Dạ vâng ạ. Anh. Anh đến rồi, em có mệt lắm không? Em hơi mệt. Em đang đi thì tự nhiên bị ngất. Mọi người đưa em vào đây. Nhưng chắc không sao đâu. Thời gian qua em mệt quá rồi. Quá vất vả vì gia đình mình rồi. Giờ phải nghỉ ngơi đã nhá.
Anh có phải là chồng của bệnh nhân Liên không? Bác sĩ nói khẽ thôi, vợ tôi vừa ngủ ạ. Vâng, lên trên khoa lấy kết quả sinh tiết của vợ anh. Dạ vâng ạ. Vợ anh đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, cô ấy chỉ còn vài tháng nữa để sống. Gia đình cần dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn. Mà lúc lên trên đường về mẹ có ho lên ho xuống ấy, bây mẹ còn thấy rất hổ bố. Bác sĩ, bảo sao anh? Bác sĩ nói hết với anh rồi. Em bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Vậy là anh đã biết rồi à? Anh xin lỗi vì thời gian qua đã để cho em quá vất vả với gia đình mình. Tha lỗi cho anh nhé. Bố có một bí mật muốn kể với con.
Nhưng con phải hứa với bố một điều. Điều gì ạ? Từ ngày mai trở đi, con học vẽ nhá. Không học vẽ đâu. Học đi, hay mà. Không, con thích học vẽ, con thích mùa hát thôi. Học vẽ đi. Không. Đi ra đây bố kể cho chuyện này, đi. Từ giờ cho đến khi 18 tuổi, con phải vẽ được bố. Con có làm được không? Con đừng khóc. Mạnh mẽ lên con. Bố mẹ luôn ở đây với con. Thank you.